shophammy.com, shop bán hạt liên quân, phi phai, kim cương, quân huy và thẻ cào game, uy tín tự động 100%. Thử vật may quân huy, kim cương chỉ với 20k, các bạn sẽ có cơ hội nhận 10.000 quân huy và kim cương, nhận 9.999 kim cương và quân huy, giá trị 1.000 đồng tại khung giờ vàng. Link shop mình để dưới phần mô tả video nha. Hello, xin chào các bạn nha, thì lại là Hà Mon đây. Thì ngày hôm nay Mon xin giới thiệu với các bạn, đây là giao diện chính của shop hammy.com. Thì shop là chuyên bán hạt Free Fire liên quân các bạn ha. Và ở đây nè, có rất là nhiều vòng quay kim cương, có VIP, những vòng quay thẻ Garena, quân huy giá chỉ từ 1k, 20k và 50k thôi. Thì tỷ lệ trúng cực kỳ là cao luôn. Bạn nào mình có nhu cầu hãy nhanh tay ghé shop nha. Thì link shop Mon sẽ dưới phần mô tả video. Thì shop hiện đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi luôn nhân dịp sinh nhật bé Hồ kính yêu ngày 19 tháng 5 sắp tới. Thì các bạn mình nhanh tay đến shop để được hưởng những chương trình ưu đãi. Mọi giao dịch tại shop là an toàn, tự động, uy tín 100% nên là các bạn mình hoàn toàn yên tâm nha. Thì mau giới thiệu với các bạn, tại vòng quay nhận có quỹ giả xa chỉ với 30k cho một lượt quay thôi, các bạn sẽ có cơ hội sở hữu hàng ngàn những mã code nè, những hộp ma thuật nè, code nhân vật A-Lock quỹ giả xa, thích khách âm dương. Đó, mà các bạn chỉ cần bỏ ra là 30k cho một lượt quay thôi là các bạn đã có cơ hội sở hữu rồi ha. Wow, rất là đã luôn các bạn ơi. Ở đây là Mon đã nhận được mã code nhân vật A-Lock ha. Wow, rất là xịn sò luôn mà chỉ cần bỏ ra là 30k thôi. Thì sau khi nhận được mã code, các bạn chỉ cần chờ trong vòng 24 giờ hệ thống sẽ gửi mã code về ha. Các bạn mình chỉ cần vào hòm thư trong game là có thể nhận được luôn. Và sau khi quay thử vòng quay nhận code quỹ giả xa 30k ở đây, thì bây giờ các bạn hãy cùng Mon đến với một vòng quay kim cương, và sau đó thì Mon sẽ lấy kim cương tặng cho các bạn ha. Thì tại vòng quay Free Fire 20k đang giảm tới 60% luôn, thì ngày hôm nay là Mon sẽ test vòng quay này cho các bạn cùng xem. Wow, lên đến là 10.000 kim cương, 15.000 kim cương luôn, mà các bạn mình chỉ cần bỏ ra là bao nhiêu? 20k thôi. Wow, 9.999 kim cương các bạn ơi, chỉ với 20k thôi. Wow, đó là đã luôn. Thì số kim cương ngày hôm nay thì Mon sẽ dành tặng cho các bạn trong video luôn, hay là các bạn mình hãy nhanh tay bấm đăng ký, nhấn like và chia sẻ nha. Sau đó là comment đi kèm lời chúc, thì Mon sẽ chọn ra từ 3 tới 5 bạn may mắn nhất để mình tặng số kim cương này. Thì trong video ngày hôm nay và trong video kế tiếp ha, chắc chắn là video ngày hôm nay mình sẽ không tặng hết được rồi các bạn. Mình sẽ tặng khoảng 3.000 kim cương hoặc là 4.000 kim cương thôi nha. Và số kim cương còn lại thì sẽ để dành cho những video tiếp theo nha các bạn ơi. Thì bạn nào muốn rút kim cương thì cũng làm tương tự giống như Mon ha. Mình chọn gói kim cương muốn rút sẽ nhập ID game vào, chờ trong vòng từ 3 đến 5 phút. Admin nhận được sẽ duyệt, sau đó sẽ gửi kim cương về cho mình luôn. Các bạn mình nhớ thực hiện đủ các bước trên sau đó mới comment ha. Bạn nào mà muốn Mon test vòng quay nào tại shop có thể comment ha. Thì Mon sẽ chọn lọc, sau đó sẽ ra video và test thử cho các bạn cùng xem. Bởi vì vòng quay ở shop rất là nhiều luôn nên là Mon phải chọn lọc nữa nha các bạn. Đó, bạn nào có nhu cầu có thể ghé shop ha. Nhanh tay bấm vào link shop hammy.com, Mon để dưới phần mô tả video để vào shop nha. Có rất nhiều vòng quay cho các bạn lựa chọn luôn. Có rất nhiều vòng quay nè, mệnh giá nè, chỉ từ 1k, 20k và 50k thôi. Đó, cực kỳ là đã luôn các bạn. Tha hồ mình lựa luôn ha. Nhưng mà shop cam kết là 100% các bạn sẽ được nhận ngẫu nhiên, nên là các bạn mình hoàn toàn yên tâm. Mọi giao dịch tại shop là an toàn, tự động, uy tín 100% luôn nha. Ok, thì đây sẽ là bạn cuối cùng nha. Thì bạn nào mình chưa nhận được thì có thể ghé shop ha, để có cơ hội sở hữu hàng ngàn những kim cương, những mã code cực kỳ là xịn sò luôn. Đó, giá rẻ giống như Mon nè. Đây các bạn, thì ở đây là Mon đã tặng cho 3 bạn ha, thì khoảng là 3.000 kim cương rồi. Thì video ngày hôm nay đến đây cũng là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.